Trước tình hình cháy nổ diễn biến phức tạp, Bình Dương đã triển khai nhân rộng mô hình mới, cách làm hay trong phòng cháy chữa cháy nhằm sẵn sàng huy động phương tiện chớp lấy thời điểm vàng khi có cháy nổ diễn ra tại khu dân cư, nhà ở. Theo Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tỉnh Bình Dương, trong quý 1 năm 2024, số vụ cháy trên địa bàn tỉnh giảm 136 vụ so với cùng kỳ năm trước. Qua báo cáo, nguyên nhân các vụ cháy phần lớn do bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt gây ra các vụ cháy cỏ, rác, phế liệu và các loại hình khác. Để triển khai thực hiện cái hiệu quả cái phương châm phòng ngừa là chính bốn tại chỗ thì chúng tôi từ cấp cơ sở, từ công an cấp xã, rồi lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy cấp huyện, cấp tỉnh chúng tôi tổ chức những cái cuộc tuyên truyền, hướng dẫn, rồi huấn luyện, tập huấn những kỹ năng cho các cái đội phòng cháy chữa cháy của cơ sở. Từ rồi xong sau đó các đội phòng cháy chữa cháy này sẽ phổ biến, huấn luyện, tập huấn cho cái người lao động trong toàn cái cơ quan, các doanh nghiệp để mà mọi người, mọi nhà đều có nhận thức được rõ được cái kiến thức, những cái quy định của phòng cháy cháy. Để tiếp tục tăng cường công tác phòng ngừa cháy nổ và sự cố tai nạn trên địa bàn tỉnh, nhiều mô hình cách làm hay đã được xây dựng, cụ thể như 9 khu dân cư an toàn về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy mà tỉnh triển khai đã phát huy hiệu quả, huy động được người dân tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự và an toàn phòng cháy chữa cháy tại cơ sở và nâng cao ý thức về phòng cháy chữa cháy trong cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng đi vào hoạt động đã tạo được sự chuyển biến rõ nét về nhận thức của người dân về an toàn phòng chống cháy nổ. Hiện tại thì trên địa bàn của chúng tôi đã nhân rộng được 18 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và xây dựng được 8 điểm chữa cháy công cộng để đáp ứng phương châm 4 tại chỗ khi mà có sự cố cháy nổ xảy ra. Với các cái doanh nghiệp thì chúng tôi tập trung là có cái biện pháp đó là chúng tôi tạo lập các cái nhóm Zalo. Thì khi mà có các cái thông tin tuyên truyền về các cái biện pháp phòng cháy thì chúng tôi chia sẻ trực tiếp lên nhóm Zalo như vậy với các cái cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn đều nắm được, cũng như là chúng tôi có chia sẻ những cái mã cốt QR về các cái biện pháp phòng cháy cháy, ví dụ như là ở trong khu vực nhà xưởng thì như thế nào, đối với xưởng sơn thì như thế nào, đối với xưởng gỗ như thế nào, thì chúng tôi đều có những cái chia sẻ cụ thể qua cái hình thức quét mã QR như vậy, rất là thuận tiện cho người lao động cũng như là người đứng đầu cơ sở ở các cái doanh nghiệp. Thực tiễn cho thấy để công tác phòng cháy chữa cháy đạt hiệu quả cao, cần lấy phòng ngừa là chính, huy động tối đa các lực lượng tại chỗ và nhân dân tham gia chữa cháy, nhất là trong thời điểm vàng 5 phút kể từ khi vụ cháy xảy ra, với phương châm lực lượng ở trong dân, phương tiện ở trong dân, hậu cần ở trong dân, chỉ huy ở trong dân. Chỉ có như vậy mới hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy và thiệt hại do cháy nổ gây ra.